Xin chào các bạn, hôm nay kênh Bách Khoa Tri Thức sẽ nói về hồng điều trị cao huyết áp, bao gồm công dụng, cách dùng và lưu ý. Công dụng. Theo đông y, quả hồng có tính hàn, vị ngọt, sen chát. Trong y thư cổ truyền Bản Thảo Cương Mục, tác giả Lý Thời Trân đã viết: hồng là loại quả đi vào kinh tỳ, phế huyết. Nó có vị ngọt chát, tác dụng sáp tràng, kiện tỳ, trị ho, cầm máu. Nhiều bộ phận của cây hồng như thân cây, lá cây có thể dùng để làm thuốc. Tai hồng trong đông y gọi là thị đế, có vị đắng, chát, tính ấm. Vỏ và rễ cây hồng còn được dùng để làm phương thuốc cầm máu. Từ đó cho thấy công dụng chữa bệnh của cây hồng đã được ghi nhận từ rất lâu. Theo khoa học hiện đại, trong cây hồng chứa protein, lipid, đường glucose cùng nhiều loại khoáng chất khoáng tốt cho sức khỏe. Người khỏe mạnh nên ăn hồng để tăng lượng chất xơ cùng với vitamin A, vitamin E. Cách dùng. Cách 1. Chuẩn bị lá hồng 10g, rửa sạch để ráo, sắc với nước uống hàng ngày thay nước trà. Cách 2. Chuẩn bị 5 trái hồng khô, cho thêm 400ml nước vào sắc lọc, nhấc trà xuống, chắt lấy 100ml nước, chia uống ngày 2 lần. Một liệu trình kéo dài từ 15 đến 20 ngày. Cách 3. Chuẩn bị quả hồng tươi để ép lấy nước cốt. Dùng nước cốt này hoặc với sữa hoặc nước cơm, ngày uống 3 lần, mỗi lần nửa chén, uống đều đặn trong hàng ngày. Lưu ý, vì hồng mang tính nhiệt nên nếu dùng nhiều sẽ gây các bệnh về nhiệt cho cơ thể. Tốt nhất là nên sử dụng đều đặn và lựa chọn quả hồng tươi có nguồn gốc rõ ràng để tránh gây hại cho sức khỏe của bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy nhớ đăng ký kênh để nhận những thông tin hữu ích, ủng hộ kênh Bách Khoa Tri Thức nhé. Chúc bạn và gia đình luôn sống vui khỏe mỗi ngày.